Chương trình tuyển lựa giọng ca vàng Houston 2016 lần đầu tiên có mặt do Apple TV 55.4 tổ chức. Giám đốc điều hành, bác sĩ Nancy Mai. Giám đốc sản xuất, nhạc sĩ Hoàng Văn. Thành phần ban giám khảo, nhạc sĩ Viễn Phương. Về voice đó, anh cần phải mở miệng lớn ra và hát cho nó thoát ra. Nhạc sĩ Phan Thanh. Tôi rất nuối tiếc cái giọng của anh, mấy cái kia là thuộc về yếu điểm không à. Nữ ca sĩ Kim Phượng. Và những phần sau vẫn gần trước, anh hát lộn tùm lum hết. Xin mời ba vị giám khảo đồng loạt cho em coi màu. Chỉ có trên ABTV 55.4. Thanh Thanh xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi đài Apple TV 55.4. Và kính thưa quý vị, chương trình Giọng Ca Vàng Houston trong những ngày tháng sắp tới sẽ được phát sóng và đặc biệt chỉ có trên đài Apple TV mà thôi. Hy vọng là tất cả quý vị sẽ theo dõi và ủng hộ đến tất cả những thí sinh dự thi trong chương trình năm nay. Và trước hết, Thanh Thanh xin chào chú Tấn Thiện. Xin chào MC xinh đẹp Thanh Thanh. Dạ vâng, thấy nghe khen xinh đẹp là tự nhiên cái mình cũng khớp lắm quý vị. Không mà biết là xinh đẹp. Bây giờ Thanh Thanh không biết phỏng vấn giờ cái gì nữa. Thôi chắc Thanh Thanh, nếu mà Thanh Thanh là ban giám khảo chắc tặng chú luôn cái thẻ xanh. Cảm ơn. Tại được khen. Nhưng mà kêu bằng anh thì hay hơn ha. Kêu bằng anh thì cũng giống như là tặng thẻ xanh. Dạ vâng, giống như đừng gọi anh là chú luôn. Đúng rồi, vậy okay. Đi. Thì đổi liền thôi, dạ vâng. Tình cờ thì tôi đi Costco, tôi mua cái tivi. Dạ vâng. Về mở lên thì con tôi vừa thấy, ba ơi, cái chương trình này đặc biệt quá, ba đăng ký đi ba. Và con tôi khuyến khích tôi đăng ký chương trình tham gia giọng ca vàng Houston. Vậy dạ. Là coi như là đài Apple TV phải cảm ơn Costco đúng không? Dạ đúng rồi, cảm ơn Costco. Cảm ơn Costco tại vì bán cái TV cho anh. Dạ đúng rồi. Vậy thì anh có phải ở tại thành phố Houston này không? Dạ, tôi đang ở Việt Nam và tôi qua đây du lịch. Dạ. Nhưng mà anh qua du lịch lý do tại sao anh lại phải mua TV? Tại vì tôi có cái nhà ở bên đây đang cho thuê đó. Dạ, vâng. Thì bây giờ mà mình không cho thuê nữa và đang cho con nó là du học sinh nó ở. Thì bây giờ thì mình sẽ mua sắm một số đồ vật chất ở trong nhà. Cho nên là Thanh Thanh sẽ được còn gặp anh rất là nhiều lần ở tại Hoa Kỳ này đúng không ạ? Dạ đúng rồi, cảm ơn. Rồi không biết là con trai của anh lý do tại sao mà lại khuyến khích bố mình đi thi như thế vậy, có nói không ạ? Đối với con trai anh, hình như giọng ca của anh là thần tượng của con anh. Anh là thần tượng của con anh, thì bây giờ anh cất một câu ngắn thì là ngắn xem thử coi, anh có phải thần tượng của em luôn không? Không phải em, nào đâu phải em. Bởi vì em ngày xưa chỉ yêu mình anh, một tình yêu đầu tiên dễ thương hồn nhiên. Mà tại sao giờ đây em cho anh bao đắng cay ưu phiền. Anh mà thắng được giải thì không biết là với số tiền đó anh sẽ làm gì? Hiện tại giờ thì anh cũng chưa biết dự kiến là mình sẽ sử dụng tiền đó để làm gì. Nhưng mà anh sẽ rất là vui, vậy đi. anh có nghĩ là mình sẽ làm từ thiện, bởi với cái tên của anh là Tấn Thiện, tức là làm từ thiện hàng tấn luôn á. Chắc là vậy quá. Chắc là anh luôn luôn có tâm hồn làm từ thiện mà, thì dạ vâng, sẽ làm từ thiện. Dạ vâng. Em có nguồn cái gì anh cứ đưa cho em sẽ giúp anh. Vậy à? Anh nghĩ là chắc vậy quá. Bây giờ Thanh Thanh xin mời quý vị bước vào phía bên trong để mà cùng xem anh Tấn Thiện thể hiện với ca khúc Lời Nói Dối Cuối Cùng. Dạ. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Cuối cùng thôi. Dạ, xin cảm ơn. Thí sinh mang số 9 Nguyễn Tấn Thiện mang số báo danh 60. Dạ em tên Nguyễn Tấn Thiện, em số báo danh 60. Em xin trình bày bài hát Lời Nói Dối Cuối Cùng của Ngọc Sơn. Đừng nói lời xa nhau, tình hỡi em nhé đừng quên mau. Đừng thêm cay đắng vào tim đau, cho anh chút cả ngàn sâu. Tình ta từ chiếc thuyền xa khơi, bão tố không bên bờ chơi vơi. Ngày mai đây biến về nơi nào, hay là chỉ còn nỗi đau. Giờ còn dây phút bên nhau, nói đi em cho cạn lời. Dù là một lời dối gian, cũng làm ấm lại lòng anh. Đừng nói em sẽ rời xa anh, đừng nói em chẳng còn yêu anh, đừng nói em có hình bóng ai, cho thêm nát tan lòng anh.
Hãy nói em mãi gần bên anh, hãy nói em mãi còn yêu anh, hãy nói em có mình anh thôi, dù chỉ một lời gian dối. Vẫn biết là thế thôi, vẫn biết tình chẳng còn sánh đôi, chỉ xin lời cúi đầu khóe môi, xin em chút tình mong manh. Đừng nói lời xa nhau, tình nhé em hỡi đừng quên mau, đừng thêm cay đắng vào tim đau, cho anh chút cả ngàn sầu. Tình ta từ chiến thuyền xa khơi, bào tố không bến bờ chơi vơi, ngày mai đầy biển về nơi nào, hay là chỉ còn nỗi đau. Giờ còn giây phút bên nhau, nói đi em cho cạn lời, dù là một lời dối gian cũng làm ấm lại lòng anh. Đừng nói em sẽ rời xa anh, đừng nói em chẳng còn yêu anh, đừng nói em có hình bóng ai, cho thêm nặng tăng lòng anh. Hãy nói em mãi gần bên anh, hãy nói em mãi còn yêu anh, hãy nói em có mình anh thôi, dù chỉ một lời gian dối. Vẫn biết là thế thôi, vẫn biết tình chẳng còn sánh đôi, chỉ xin lời cúi đầu khóe môi, xin em chút tình mộng manh. Xin cảm ơn. Dạ, mình lỡ xin tình nó dày dày chút xíu đi anh. Xin tình mỏng quá anh chị anh. Hôm nay một bài hát, sau bài hát này thì không biết là ý kiến của anh Viễn Phương như thế nào. Gào thét xin như vậy thì xin giết thì cũng phải cho thôi. Dạ, em xin như vậy, nhờ okay. Vậy mà mới được tình yêu anh. Cái này thì nhắc thôi nha. Từ đầu tới tôi, khi mà diễn tả bạn nhắm mắt nhắm mũi ok không ra hết. Nhưng mà đôi khi từ đầu tới cuối cũng phải ít nhất một hai lần nhìn xuống khán giả để cho họ biết rằng đấy, tôi đang hát cho mọi người nghe đây này, diễn tả cái tâm tình đó. Bạn thiếu cái đó, lớn nhỏ làm sao phải tâm tình thêm. Bài hát của anh thì anh thực hiện rất là trọn vẹn. Tôi cảm thấy rằng không có điều gì để phải nhắc nhở anh hết. Nhưng mà nếu anh được đi tiếp thì anh nên cố gắng có một cái tâm tình như anh Phương nhắc nhở, nó lên xuống chút xíu, tình cảm thêm chút xíu, thả thêm chút xíu nữa thì cái bài hát của anh nó rất là tốt. Cảm ơn anh. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Văn Thanh. Em mời chị Kim Phượng. Xin chào Thân Thiện. Dạ, em chào chị Phượng. Thân Thiện chắc đi hát chương trình với nhau dữ lắm phải không? Dạ, em đi khiêu vũ là chính ạ. Khiêu vũ em là tính chính. Đây. Dạ vâng, đây là cái anh trả lời để mới nói tính để xong rồi mới nói. Nhìn cái trang phục của ảnh là anh thấy anh đi khiêu vũ đó chị. Không, cái cách mà hát cũng như cái cách mà kéo micro đồ ra rất là sành điệu. Nói nếu mà để mà hôm nay lại tuyển giọng ca thì giọng ca em rất đạt. Nãy giờ coi như là ba người là nói chung là khen nó, không biết là bây giờ thẻ như thế nào. Dạ, một xanh, hai xanh, ba xanh. Em cảm ơn. Xin cảm ơn anh Tấn Thiện, xin chúc mừng anh rất là nhiều. Xin mời anh, hồi nãy anh bước vô thì em nhìn cái quần anh mặc á, cái trang phục của anh là em biết anh, nghĩa là với cái cặp giò của anh là em biết anh là khiêu vũ dữ. Mai mốt là coi nha, có nhạc là sẽ biết nha. Dạ vâng, xin chúc mừng anh Thiện. Chúc mừng anh Tấn Thiện. Cho em xin số nhà. Ồ, em cho, hồi nãy em quên rồi. Giờ em cho hay là anh cho em? Cả hai mình cho nhau. Cả hai cho nhau, trao đổi ha. Cuộc thi này rất là hấp dẫn, cũng làm cho anh cảm thấy hào hứng. Và khi đạt được thẻ xanh, anh cảm thấy mình cũng tự tin hơn. Vậy là bây giờ anh cảm thấy là anh có thể ẩm về giải thưởng rồi đúng không? Cái đó thì cũng là may mắn nữa. Thi thì dũng dẫn tốt, nhưng mà ăn thua là sự may mắn. Học tài thi phận mà. Một lần nữa Văn Thanh xin chúc mừng anh. Và kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời màn hình. Chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại. Đúng là cái giọng hát của anh trong cái
cái phần kỹ thuật á, thì nó thiếu rất là nhiều. Coi như hát để giao lưu giữa anh với em á, thì được. Nghĩa là anh hát cho em nghe rồi em hát cho anh nghe thì được. Nhưng mà nói nhiều quá thì không phút chốc anh cũng làm nổi thành ra. Chỉ có trên ABTV 55.4.